Thưa quý vị, thưa các cử tri, thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các sở ngành có liên quan triển khai thực hiện và xây dựng kế hoạch, lộ trình giải quyết cụ thể các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nhìn chung, việc giải quyết cơ bản đáp ứng được yêu cầu của cử tri, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước cũng như tạo điều kiện để đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện tốt vai trò của mình. Trong chuyên mục trả lời kiến nghị của cử tri ngày hôm nay, chúng tôi xin đề cập đến quá trình giải quyết của các cấp các ngành về một số ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 và theo nghị quyết số 10 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13. Cử tri xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên phản ánh trên địa bàn xã còn một số hộ dân sử dụng điện của Hợp tác xã Dịch vụ Điện, chất lượng điện không đảm bảo cho sinh hoạt và sản xuất. Đề nghị tỉnh sớm quan tâm đầu tư, nâng cấp các trạm biến áp trên địa bàn xã để đảm bảo chất lượng điện sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Trước đây, cả ba xóm này ở xã Quyết Thắng mới có một trạm biến áp cung cấp điện sinh hoạt cho trên 300 hộ dân. Tính từ điểm đầu đến gia đình xa nhất cuối nguồn có chiều dài trên 3 km đường dây điện. Do đó, điện năng hao tổn lớn, không đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng điện của người dân. Căn cứ vào các ý kiến kiến nghị của cử tri xã Quyết Thắng, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án ngay từ đầu năm 2021, đầu tư xây dựng trạm biến áp chống quá tải X84 có công suất 250 kV-ampe nhằm phục vụ trên 160 hộ dân phía cuối nguồn thường xuyên bị yếu điện vào giờ cao điểm và một trạm bơm nước dùng cho sản xuất nông nghiệp. Lúc đầu, dự kiến sẽ đưa trạm biến áp này hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 30 tháng 4 năm 2021. Nhưng do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, dự án đã phải điều chỉnh quy hoạch đến lần thứ tư. Tới đầu tháng 6 năm 2021, địa phương đã bàn giao mặt bằng, Điện lực Thái Nguyên mới chính thức thực hiện xây dựng và lắp đặt thiết bị gồm cột điện, đường dây, trạm biến áp với tổng mức đầu tư trên 1 tỷ đồng. Công trình đã hoàn thành, nghiệm thu kỹ thuật và đang tiến hành kiểm tra hành lang an toàn lưới điện để công tác đấu nối điện với thời gian thích hợp. Đến mùng 1 tháng 6 năm 2021 thì chúng tôi mới xong được những cái thủ tục về giải phóng mặt bằng để thi công. Thế thì trong có 27 ngày thì chúng tôi đã thi công xong cái phần xây dựng ở đường điện. Việc các cấp các ngành kịp thời giải quyết ý kiến kiến nghị đã được người dân ghi nhận và rất đồng tình ủng hộ. Cùng với đó là điều kiện tốt nhất cho phát triển đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Từ trước đến giờ khoảng cái đây rất nhiều năm về đây thì điện rất là yếu. Đến bây giờ điện rất là yếu bởi vì chúng tôi ở đây là nằm chè sử dụng cái máy nguồn nước tưới bằng máy bơm khoảng tầm 1,5 ký nhưng mà không hoạt động được, chúng tôi đang phải tưới về đêm thôi. Đấy, điện rất là yếu, vừa nay đã dựng cái trạm điện rồi, nếu mà tới đây thì hoạt động để cho bà con có thể là sử dụng các máy nông nghiệp bằng điện, ví dụ như máy băm cỏ, máy làm cám hoặc là đặc biệt là các máy bơm tưới chè thì nó sẽ được cải thiện hơn, thì chúng tôi còn đầu tư vào sản xuất kinh doanh nó ổn định hơn. Ngay sau khi trạm biến áp chống quá tải X84 này được ngành điện xây dựng đi vào hoạt động, Hợp tác xã Dịch vụ Điện năng Quyết Thắng, đơn vị phân phối điện trên địa bàn xã sẽ tổ chức nâng cấp lưới điện, phân bố lại phụ tải giữa các trạm biến áp nhằm phát huy hiệu quả tốt nhất hoạt động của trạm biến áp mới. Như vậy là những ý kiến kiến nghị của cử tri xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên đã được Điện lực Thái Nguyên kịp thời giải quyết. Đây là điều kiện quan trọng để địa phương này tiếp tục phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Cử tri phường Bắc Sơn, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có chủ trương giải quyết các vấn đề tồn đọng do làm nhà trái phép trong diện tích trước đây của xí nghiệp chè Bắc Sơn quản lý, sớm bố trí kinh phí, đo vẽ bản đồ để bàn giao đất về cho địa phương quản lý. Tuy nhiên đến nay, việc thực hiện các bước thu hồi, quy hoạch của địa phương còn chậm. Người dân đã ở, sản xuất và chăn nuôi trên diện tích đất này từ nhiều năm với mong muốn sớm được giao đất để yên tâm định cư lâu dài, phát triển sản xuất. Qua nhiều thời kỳ quản lý của nông trường chè Bắc Sơn, công ty may Bắc Sơn, gia đình ông Nguyễn Xuân Luyện được nhận hơn 1 hecta đất ở và đất sản xuất để canh tác. Hiện nay phần diện tích đất của gia đình ông và nhiều hộ dân khác trên địa bàn phường Bắc Sơn đã được bàn giao về địa phương quản lý, nhưng chưa được nhà nước quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để gia đình yên tâm ổn định sản xuất kinh doanh. Thì
Đối với gia đình ông Trần Văn Vượng ở tổ dân phố 3, phường Bắc Sơn, diện tích đất này trước kia gia đình ông được nhận giao khoán, chủ yếu trồng chè, cung cấp cho xí nghiệp chè Bắc Sơn. Từ khi xí nghiệp chè giải thể, phần diện tích hơn 1 hectare đất trồng chè đành phải bỏ hoang. Một vài năm gần đây, ông Vượng có ý định chuyển đổi trồng một số loại cây ăn quả. Tuy nhiên, khó khăn là thửa đất của gia đình chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên cũng không yên tâm để đầu tư. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện xong việc đo đạc bản đồ địa chính, diện tích đất của công ty nông lâm nghiệp bàn giao cho địa phương. Theo hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn thị xã Phổ Yên với tổng diện tích là 1.601,95 ha, trong đó xã Phúc Tân 968,10 ha, xã Minh Đức 198,05 ha, xã Phúc Thuận 340,50 ha, phường Bắc Sơn 95,30 ha. Bản đồ đã được bàn giao cho Ủy ban Nhân dân các xã, phường, Phòng Tài nguyên và Môi trường để đôn đốc Ủy ban Nhân dân thị xã Phổ Yên lập phương án sử dụng đất. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 1174 STNMT QLDD ngày 27 tháng 4 năm 2020 và văn bản số 2560 STNMT QLDD ngày 26 tháng 8 năm 2020 đề nghị Ủy ban Nhân dân thị xã Phổ Yên đẩy nhanh tiến độ lập phương án sử dụng đất đối với diện tích đất nêu trên. Ngày 30 tháng 9 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản số 3789 UBNZTH yêu cầu Ủy ban Nhân dân thị xã Phổ Yên lập phương án sử dụng đất đối với diện tích 1.744,4 ha đất do các công ty nông lâm nghiệp bàn giao cho địa phương, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường Minh Đức, Phúc Thuận, Bắc Sơn phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn may Bắc Sơn tiếp tục rà soát, xác định diện tích đất không có nhu cầu sử dụng của công ty, phần diện tích còn lại, có văn bản đề nghị trả đất, làm cơ sở để Ủy ban Nhân dân tỉnh thu hồi đất theo quy định. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thị xã Phổ Yên đang rà soát hoàn thiện hồ sơ, lập phương án sử dụng đất, trong đó có phương án cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, người dân đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chưa cấp bìa được cho nhân dân thì nó có cái khó khăn là phải tỉnh cũng như thị xã là phải thuê đơn vị tư vấn để làm cái lập trình trong cái quy trình cấp đất của nông lâm trường. Thế do vậy cái việc đó nó liên quan đến vấn đề kinh phí để cho đơn vị tư vấn lập trình cái quy trình cấp. Thế do vậy là cái này là cái khó khăn thực trạng cũng như là cái ngân sách của địa phương hoặc là ngân sách của thị xã Phổ Yên thì cũng chưa đáp ứng được. Thế do vậy nó đang mắc ở cái điểm này. Thì cái này thì đối với lại phường Bắc Sơn cũng đã đề xuất với lại Ủy ban thị xã và xin chủ trương là cho đơn vị phường Bắc Sơn sẽ làm điểm của ba đơn vị để cố gắng là cấp cho thực trạng cho nhân dân để có bìa để quản lý theo quy hoạch trên bản đồ số. Như vậy có thể thấy cử tri phường Bắc Sơn cũng như cử tri các xã có diện tích đất trước đây của nông lâm trường đều có mong muốn sớm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để ổn định phát triển kinh tế lâu dài là hoàn toàn chính đáng. Vì vậy, đề nghị thị xã Phổ Yên tiếp tục đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Thưa quý vị, thưa các cử tri, tới đây thời lượng dành cho chuyên mục trả lời kiến nghị của cử tri xin được khép lại. Quý vị và cử tri có thể theo dõi lại chuyên mục này trên website của đài tại địa chỉ thanhnguyentv.vn. Quý vị và các cử tri cũng có thể phản hồi hoặc cung cấp thông tin cho chương trình tại địa chỉ Phòng Bạn Nghe Đài và Xem Truyền hình, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, số 226, đường Bến Oánh, thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.